Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến: làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoạn chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và đoạn 65, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mãn chung với trí tuệ thù thắng, vì ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và con đã đọc bài xong rồi, xin gửi mắt lại cho chị Trân ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Phật Ca, dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Kinh Tiểu Bộ ba, chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Ác hành này, Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mãn chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kinh Tiểu Bộ chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỷ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mạnh chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và công dân đã đọc bài xong, mến mời chị Lạc Lê. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ kính cảm ơn chị Văn Đông, dạ. Là con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lãnh lễ chị Đức Tăng, cô tu nữ. Con xin đọc câu
sự số số trả tình lực ta. Dạ. Oh my god. Tiểu bộ kinh tiểu bộ chương 3 ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói. Làm ác hạnh thân, làm ảnh cứ gì được gọi là ác hạnh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩa ác và bất hạnh, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành khi thân hội mạnh dung. Với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi là ác hạnh. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện khi thân hội mình chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩa ác và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành khi thân hội mình chung với trí tuệ thù thắng, vì ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa ấy này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ xin sao? Dạ xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ con sư Mai, Nam Mô kính cảm ơn chị Lạc Lê. Con sư Mai, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ chư quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, sư Mai kính chào chư quý cận sự. Sư Mai xin đọc kinh tiểu bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Hay này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành khi thân hoại mạng chung với trí tuệ, với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Kính mời Ái Minh ạ. Dạ, sư Ma đã đọc xong. Dạ,
Dạ, sa thú lành thay, kính cảm ơn chị Sương Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con xin phép được đọc bài học ạ. Kinh Tiểu Bộ chương 3 Pháp, phần La Mã 64 và 65. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế Tôn đã nên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến: làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, em mình đã trả bài xong, kính mời huynh trưởng tiếp theo ạ. Yeah, sa thu lành thay chi tái mình. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được đọc kinh Tiểu Bộ Iti Vuttaka chương 3 ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: làm ác hành về thân, làm ác hành về lời, làm ác hành về ý, và bất cứ hành gì đều được gọi là hành ác. Không làm nghiệp nào, làm nhiều nghiệp không thiện, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vì ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỳ kheo, có ba thiện hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến: từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vì ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Phật Tha Ya, con xin được xuất. Kính mời cô Tuệ Duyên tiếp theo. Dạ, sa thú sa thú lành thay. Dạ, kính cảm ơn huynh Bát Thanh Hải. Kính lễ chư tôn đức tăng và kính chào đại chúng. Và bây giờ Tuệ Duyên xin đọc bài kinh Tiểu Bộ. Dạ, cảm ơn huynh Bát Thanh Hải. Kinh Tiểu Bộ
Itivuttaka, chương 3, ba pháp. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỳ kheo, có ba ác hành này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được nói đến. Làm ác hành về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì đều được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hà liệt, vị ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Kinh Tiểu Bộ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này Thế Tôn, có ba thiện hạnh này, thế nào là ba? Thân thiện hạnh, ngữ thiện hạnh, ý thiện hạnh. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây. Điều này được Thế Tôn, điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác, và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác. Không làm các điều ác, làm những điều hạnh, làm nhiều những hạnh lành, khi thân hoàn chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Dạ, Tuy Yên đã đọc bài xong. Dạ, bây giờ kính mời Tuy Yên, không thấy bàn tay mà đường truyền của Tuy Yên cũng không có được ổn định, cho nên bây giờ Tuy Yên xin xuống mic. Sa thú, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Trịnh Rằng Đông, cô tu nữ Tệ Duyên, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng, cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu về vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Minh Quát Thanh Á, cô Ái Minh, chị Sương Mai, Xích Tâm Phương, Cẩm Vân, Xích Trần Đạo, Xích Rạng Đông, đã hoan hỷ lên ông bài Tiểu Bộ Kinh năm 64 và 65 La Mã. Nhà bây giờ còn được 2 phút, nhà vậy thôi con đọc bài. Còn sắp được mấy phút, con xin được ông bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Con xin được con bài pháp kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 3 ba pháp bài 64. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Nhật Bình nhìn đồng hồ lộn tưởng hết giờ. Dạ, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Thế nào là ba? Thân ác hạnh, ngữ ác hạnh, ý ác hạnh. Này các tỳ kheo, có ba ác hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Làm ác hạnh về thân, làm ác hạnh về lời, làm ác hạnh về ý, và bất cứ hạnh gì nếu được gọi hạnh ác. Không làm nghiệp hạnh, không làm nghiệp lành nào, làm nhiều nghiệp không thiện, khi thân hoại mạng chung với trí tuệ hạ liệt, vì ấy phải sanh vào trong cảnh giới địa ngục. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Bài 65. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành.
Này các tỳ kheo, có ba thiện hạnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Từ bỏ thân làm ác, từ bỏ lời nói ác, từ bỏ ý nghĩ ác và bất cứ hạnh gì được gọi là hạnh ác, không làm các điều ác. Làm nhiều những hạnh lành vì thân hoại. Khi thân hoại mạng chung với trí tuệ thù thắng, vị ấy được sanh lên trong cảnh giới chư thiên. Nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính tri ân chư Tôn Đức. Được quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì đã tới giờ học bài mới, là câu pháp, câu tiểu bộ kinh số 66 La Mã. Dạ, cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được thượng tọa pháp tân giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước, minh quang luôn chờ trời lô mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiều khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bệnh nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Và trước khi con thỉnh sư lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh văn và cảm ơn Minh Bát Thanh Á cho bài học. Bài học hôm nay kinh tiểu bộ Pitivuttaka chương 3 ba pháp, bài 66 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các tỳ kheo, có ba thanh tịnh này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Thân và lời thanh tịnh. Và ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc. Đầy đủ sự thanh tịnh, vị như vậy được gọi, đã từ bỏ tất cả. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe. Và bản chánh văn đến nay đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh cung thỉnh thượng tọa pháp tân từ bi hoan hỷ. Hôm nay, Nam mô Bích Tha Giá. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, quý vị thấy sư còn trong đạo tràng không quý vị? Còn mà. Dạ, một lần nữa. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp tân. Dạ, con tri ân sư. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tha Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào và thượng tọa Minh Hạnh, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài 66 La Mã. Phần chánh kinh thì chúng ta cũng đã được nghe cô Nhật Quỳnh đọc cái phần chánh kinh. Hôm nay ta học bài số 66. Trước khi giảng bài học này đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Sammasambuddho Buddhang Phakawantan Afiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện từ vượt thời gian. Subhatibano Phakawato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái bài học hôm nay đó thì như cái phần chánh văn gọi là ba cái sự thanh tịnh. Đức Phật ngài dạy là thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và ý thanh tịnh. Này các tỳ kheo, có ba sự thanh tịnh này. Đức Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được Thế Tôn nói, thân và lời thanh tịnh, ý cũng thanh tịnh, không có các lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh. Vì như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Ý nghĩa này đã được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thì gọi là thanh tịnh thì ở đây quý vị thấy rằng nếu mà gọi là cái nghĩa thật của gọi là thân thanh tịnh không phải là cái thân mà chúng ta sạch sẽ. Bởi vì chúng ta hiểu đó, cái thân của chúng ta đó là được cấu tạo bởi các cái vật chất, trong đó có sắc tứ đại. Cái gì cứng hoặc là mềm thì cái đó thuộc về đất. Cái gì nóng hoặc là lạnh thì cái đó nó thuộc về lửa. Cái gì nó căng phòng di chuyển như hơi thở của chúng ta, hoặc là hơi lên hơi xuống, cái đó được gọi là gió. Và cái gì mang tính rầm ướp, tương chảy ra đó, quấn tụ tương chảy ra, thì cái đó được gọi là nước. Như vậy thì cái thân của chúng ta đó gọi là thân tứ đại. Nhưng sự thật ra thì nó có các cái thất phụ thuộc khác, cái chất phụ thuộc khác, các cái sắc pháp phụ thuộc khác. Và trong kinh á, thì được nói là 32 thể trược. 32 thể trược ở đây đó là chúng ta nghe ở trong kinh đó là tóc, lông, móng, răng, da, ruột non, ruột già, hoành, cát, ngô, tim, gan, tỳ, phế, tận, mũ, máu, nước nhờ, đờm, vân vân. Như vậy thì tất cả là 32 thể trược. Như vậy là thân bất tịnh, chứ không có thân tịnh được. Nhưng mà cái thân tịnh mà ở trong cái bài kinh này nói đó, thân thanh tịnh ở đây đó, chúng ta hiểu đó là gì? Cái thân chúng ta không có tạo cái ác nghiệp, không tạo ác nghiệp. Ngược lại đó là chúng ta tạo cái thiện nghiệp. Thí dụ như chúng ta hành động, tức là thân chúng ta hành động,
hoặc là lời nói chúng ta phát khởi ra thì đều là do ý. Do ý. Ý tức là do tâm của chúng ta. Tùy theo trường hợp gọi, cho nên là chữ Vinyana là thức, cũng là tâm. Chữ Chitta là cũng là tâm. Chữ Mano, Mana ở đây là cũng là tâm thôi, nhưng mà tên gọi khác là ý, tùy theo cái chức năng, tùy theo cái vai trò của nó, đóng vai trò như thế nào mà tên gọi nó khác nhau. Thì như vậy thì cái tâm của chúng ta đó, khi mà cái tâm thanh tịnh đó, thì khiến cho chúng ta lời nói nó tốt, thanh tịnh. Đó là cái hành động chúng ta thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm không thanh tịnh thì khiến cho cái lời nói hoặc là cái hành động của chúng ta là không thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ nói đó, thân không thanh tịnh ở đây đó, có những người đó tị nghĩ rằng là cái quan điểm có một số người đó thì biết rằng nam nữ thì đã là 32, đã là thân nam hay là thân nữ thì cũng có bất tịnh hết á. Nó không có khác gì bao nhiêu, không khác gì bao nhiêu. Và trong cơ thể của chúng ta từ chính khiếu thì nó thoát ra những cái, nó thoát ra những cái chất nhơ bẩn mà chúng ta nói là chất bài tiết, bài tiết từ cơ thể chúng ta. Thì cái điều đó nó hết sức là ô uế, chứ nó không thể gọi là thanh tịnh được. Nhưng mà thân thanh tịnh ở đây đó, thân thanh tịnh ở đây đó, chúng ta hiểu là khi chúng ta có cái thân này thì chúng ta mượn cái thân này để tu tập. Mà một người đó mà tạo cái nghiệp bất thiện từ thân, nếu mà họ sát sanh, thân họ sát sanh, thân họ trộm cắp, thân họ tà hạnh, thì cái thân đó đó là thân bất thịnh, bất tịnh, bất tịnh. Cho nên là mình hiểu rằng là bởi vì các cái bậc thánh á, các ngài khi mà có mặt ở trong cõi đời này á, thì thân của các ngài nó cũng như thân của những người phàm phu thôi. Nhưng mà có một điều là tâm của ngài nó là vượt ra khỏi những cái sự ràng buộc của phiền não rồi. Về các cái cảm thọ đấy, thì về thân khổ hay là thân khổ hay là về cảm thọ về nắng mưa, nắng lạnh đối khác ấy, thì các ngài cũng có như chúng ta. Nhưng mà có một điều là tâm của các ngài á, là không có bị phiền muộn, không có phiền não sanh khởi. Như vậy thì mình hiểu là một người đó có cái thân thanh tịnh ở đây đó, là không phải là có nhiều người quan niệm rằng là đặc biệt là về các cái bộ khoái Phật giáo sau này đó, chúng ta thấy rằng một số người lên tụng kinh thì phải tắm rửa sạch sẽ. Thì đúng rồi, chúng ta lên tụng kinh đối mặt trước Tam Bảo thì chúng ta phải sạch sẽ rồi, sạch sẽ rồi, phải tắm rửa sạch sẽ rồi, chứ không thể nói là để dơ được. Nhưng mà mình hiểu chung á, thì dù cái thân này được tắm rửa sạch sẽ hay là để nó dơ, chưa từng tắm rửa hay là chưa có tắm rửa, thì rõ ràng thì cái quế trượt hiểu cách chung đó, nó được cấu tạo bởi đất nước gió thì nó cũng là bất tịnh thôi, chứ không thể nói đó là thân thanh tịnh được. Khi mà nói đến cái thân thanh tịnh ở đây đó, thì chúng ta hiểu đó là thân chúng ta không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh. Đó là cái thân thanh tịnh. Đó là cái thân thanh tịnh. Bởi vì một khi chúng ta sanh vào ở trong một gia đình nào, hay chúng ta là những người thấp kém ở trong xã hội, phải lăn lộn, phải nhiều cái mà để chúng ta lăn lộn ở trong ngoài đời này đó, tức là chúng ta phải làm cái này, làm việc này, làm việc kia đó, thì rõ ràng là cái điều đó đó nó cũng như nhau thôi. Rồi ngay cả những cái vị hoàng tử hay là những vị công chúa mà đi trên nhung vàng thảm ngọc đó, thì không phải là vì vậy mà các cái vị hoàng tử hay là các vị công chúa gọi là cái thân đó nó đẹp được, mà nó đều hiểu trong một cái tính chất chất chung á, thì pháp hữu vi là vậy mà, sắc pháp là vậy mà, sắc pháp là được hình thành bởi đất nước lửa gió, sắc pháp là nam là nữ, rồi có cái sắc khác phụ thuộc khác đó,
thì nó đều là bất tịnh. Nhưng mà một hiểu ở đây đó là khi mà cái thân thanh tịnh ở đây đó là thân không có sát sanh, thân không có trộm đạo và thân không có tà hạnh. Bởi vì ngay rửa mình tắm rửa sạch sẽ, nhưng mà thân của mình á, lát nữa mình sát hại sinh vật nào đó thì cái đó cũng được gọi là cái thân bất tịnh, chứ không để gọi là thân thanh tịnh được. Thân thanh tịnh được. Rồi á, là mình có tắm rửa sạch sẽ đi nữa, hay là mình có gột rửa cắt cạo gì đi nữa cho nó sạch sẽ đi nữa, nhưng mà cái thân của mình tà hạnh, cái thân của mình tà hạnh, sống không chánh hạnh, tà hạnh, sống không chánh hạnh, thì ở đó cái nhìn của người ta và ngay trong cái nhìn của Phật giáo thì được gọi là cái thân bất tịnh, chứ không gọi là thân thanh tịnh được. Và cái thân thanh tịnh ở đây á, là không có trộm cắp, không có tà hạnh. Ví dụ như mình lấy đồ của người ta, mình lường gạt người ta, mình chiếm đoạt của người ta, dù là ít hay nhiều, trực tiếp hay là gián tiếp, thì chúng ta hiểu ở đây đó là một khi mà chúng ta trộm đạo đó, thì cái đó gọi là thân không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Không thanh tịnh. Như vậy thì ở đây đó là thanh tịnh là tuyệt đối không có sát sanh. Thân không có sát sanh. Thân không có trộm cắp. Thân không có tà hạnh. Và một ngày nào đó ta sống mà sống theo hạnh của Bậc Thánh á, sống theo hạnh của Bậc Thánh á, là thân không sát sanh. Thân không trộm cắp, không tà hạnh. Đó là một ngày chúng ta sống theo hạnh của Bậc Thánh. Như vậy thì ở đây đó là thân thanh tịnh, là chúng ta không tạo cái nghiệp bất thiện từ thân. Hiểu ở đây đó là thân mà khi một khi chúng ta không tạo nghiệp bất thiện, ngược lại đó là chúng ta tạo cái nghiệp thiện. Mà tạo cái nghiệp thiện ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tích lũy cái phước lành, tích lũy cái pháp độ, tích lũy cái duyên lành ở trong đời sống để hướng đến cái đạo lộ giải thoát. Đó là cái một người gọi là có cái thân thanh tịnh là như vậy. Thân thanh tịnh. Cho nên nếu mà mình nói rằng mình xuất thân từ ở nào đi nữa, như chúng ta biết rằng đối với Ấn Độ giáo đó, ngày xưa gọi là Bạp Lô Ma Môn giáo, họ quan niệm là cái giai cấp mà giai cấp Bà La Môn là giai cấp được gọi là cao đẹp, sanh ra từ ở cửa miệng, cái miệng của vị trời Phạm Thiên. Trong khi họ cho rằng là cái giai cấp nô lệ đó, giai cấp thấp ở xã hội Ấn Độ thời đó cho đến ngày hôm nay đó, là giai cấp được sanh ra dưới bàn chân của Đức Trời Phạm Thiên. Và tự họ phân ra như vậy, phân ra để tạo nên cái sự phân hóa xã hội thành bốn giai cấp, và họ có quyền tế tự, họ có quyền làm một cái nơi, là một cái nơi trung gian nối tiếp giữa thần linh và con người của chúng ta, và tự họ cho như vậy. Cho nên nếu mà quan niệm theo đạo Phật đó, thì ngày nào mình làm được điều lành, ngày nào mình làm được điều thiện, thì ngày đó là cái ngày an lành. Và Đức Phật cho rằng không phải là cái người sanh trong dòng Bà La Môn gọi là cao thượng, mà cũng không phải là sanh vào một giai cấp cùng đinh gọi là giai cấp thấp ở trong xã hội này gọi là không cao thượng. Mà hành động cao thượng hay không á, cái sự cao thượng hay không á, là do cái hành động của người đó, chứ không phải là danh tranh trong. Cho nên chúng ta thấy trong xuất gia đó, khi mà mình xuất gia đó, quý vị thấy dù các sư hay là các thầy hay là các sư cô xuất gia từ ở một gia đình nào không cần biết, nhưng mà khi mà vào ở trong cái ngôi nhà Phật pháp này rồi đó, thì chư tăng là cũng phải giữ giới luật như nhau, rồi phạm hạnh, sống phạm hạnh giống như nhau. Và ở đây được khoan cao thấp đó tính là cái hạ lạp. Và cái đức tu của mỗi người, đức tu của mỗi người, chứ không phải là nó được căn cứ vào tuổi đời. Bởi vì tuổi đời trong Kinh Pháp Cú nói dù cho tóc bạc đi nữa thì cũng không được gọi là trưởng lão, cũng không cứ căn cứ vào tuổi đời, và cũng không căn cứ vào cái giai cấp hay là
xuất thân từ ở một cái giai tầng nào trong xã hội. Chúng ta lưu ý như vậy. Nên Đức trong đạo Phật á, thì Đức Phật luôn luôn nêu cao cái hạnh lành của mỗi người. Và hạnh lành ở đây đó, khi mà mình nói đến cái thân thanh tịnh, rõ ràng là thân không sát sanh, không trộm cắp và không tà hạnh, từ ở trong cái việc làm của mình. Mình nói như vậy thì nghe nó suôn sẻ quá, nói như vậy thì nghe dễ quá, có nghĩa là mình không sát sanh thì quá dễ rồi, không trộm cắp rồi, không lường gạt là quá dễ rồi, rồi không tà hạnh là quá dễ. Nhưng mà cũng không phải là dễ. Quý vị thấy vậy đó, là không phải là dễ. Nếu một người đời, một người mà một đời trọn đời giữ gìn những điều đó một cách nghiêm khắc, một cách nghiêm mật, và mình luôn luôn sống có một cái đời sống chánh hạnh, luôn luôn có cái đời sống mà mình luôn luôn thu thúc á, thì rõ ràng nó là khó. Và một cách điều đặn, chứ không phải là lúc này mình giữ tốt rồi thời gian sau mình giữ không tốt, mình làm không tốt, thì cái đó cũng không phải. Cho nên chúng ta hiểu ở đây đó là thân thanh tịnh á. Một ngày mà chúng ta sống thanh tịnh thì một ngày giống như là chúng ta học theo cái hạnh của Bậc Thánh, ngày sống như Bậc Thánh. Bây giờ nói đến cái lời nói thanh tịnh, cái lời nói thanh tịnh. Lời nói là một khẩu nghiệp mà, cho nên khẩu nghiệp đó nó có thể thanh tịnh hay là nó không thanh tịnh. Nếu giới ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau xe chân giật kéo. Chúng ta thấy vậy. Nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau như xe chân vật kéo, như bóng không rời hình. Chúng ta thấy như vậy. Cho nên ở đây đó, mình có thể nói rằng là khi mà nói đến cái lời nói thanh tịnh, nhiều khi người ta quan niệm rằng có khi là người ta có những cái pháp môn tu đó, có những cái pháp môn tu mà người ta quan niệm là không có nói chuyện, tức là tịnh khẩu, tức là họ có khoảng chừng 5-70 ngày gì đó, hoặc là một tháng họ có mấy ngày đó họ không nói, họ gặp ai cũng không nói. Nhưng mà không nói không có nghĩa là thanh tịnh. Nếu mà tâm á, mà họ nghĩ quấy á, từ do dục tư duy, hận tư duy hoặc là hại tư duy thì chưa phải là hoàn toàn thanh tịnh đó. Tuy cái lời nói họ không nói ra, nhưng mà rõ ràng là trong lòng của họ cảm thấy ấm ức, trong lòng của họ cảm thấy khó chịu một khi họ gặp những chuyện gì đó nó không hài lòng. Hoặc là họ thấy cái việc gì đó thích thú, nhưng mà tuy là họ không nói, nhưng mà lòng của họ, tâm của họ vẫn thích thú. Thì cái đó là do tham dục sanh khởi, chứ không thể nói đó là cái lời nói thanh tịnh được. Cho nên cái lời thanh tịnh ở đây đó là nói không có nói dối, không có nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không có lời nói lời vô ích phù phiếm, vân vân. Nhưng mà mình nói như vậy đó thì ở đây chưa có nói những điều ác thì chưa hẳn là ác, chưa hẳn là thiện. Bởi vì một người phải làm điều thiện. Thiện ở đây chúng ta hiểu ngay cả thiện ở trong dục giới, nếu nói trong di diệu pháp, trong tâm đại thiện, trong tâm thiện sắc giới, hoặc là trong tâm thiện vô sắc giới, thì cái thiện ở đây đó chúng ta hiểu là cái nhân lành, để trước nhất á, là nó sẽ loại trừ cái pháp bất thiện ra, từ lời nói, từ việc làm. Cho nên là mà loại trừ cái pháp bất thiện ra đồng nghĩa là họ không sanh vào đọa xứ, nhưng mà họ phải thực hiện những cái điều thiện, khẩu lời nói thiện, lời nói thiện, khẩu tức là khẩu của họ, tức là lời nói của họ phải lời nói thiện. Nói thiện ở đây là gì? Nói những lời chân thật. Thí dụ như chân thật là mình nói sự thật ở trong cuộc đời này, sự việc nó diễn biến ra như vậy thì chúng ta phản ánh một cách đúng đắn như vậy, thì đó là cũng trong cái nghĩa là nói thật. Thật ở đây là nói đúng với cái tinh thần chánh pháp, nói đúng với cái chân lý, thì cái gọi là chánh pháp. Nếu chúng ta nói sai chánh pháp, hay ngụy tạo bằng một cái từ ngữ, hay là ngụy tạo bằng cái suy nghĩ, hay là ngụy tạo bằng cái hành động của mình á, để cho rằng cái đó là đúng á, thì hoàn toàn nó chưa hẳn. Ở đây đó chúng ta phải hiểu đó là cái lời nói thanh tịnh ở đây á, là chúng ta không nói những cái điều ác đó,
tức là không nói dối, không nói lời độc ác, không có nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích. Nhưng mà ngược lại là chúng ta nên nói những điều hiền thiện. Nói ở đây là gì? Nói bằng cái tâm từ của mình. Khi mà mình nói là mong cho người khác được lợi lạc, mong cho người khác được tiến bộ. Nói ở đây là nói được cái dựa trên cái sự thật của mình. Nếu mà mình nói mà mình không có cái tâm từ thì chưa phải là cái lời nói hiền thiện. Chưa phải cái lời nói hiền thiện. Mà nói phải xuất phát từ ở cái tâm từ của chúng ta. Rồi lời nói đó xuất phát bằng cái chân thật, cái sự thật. Sự thật là nói đúng với phản ánh đúng với sự việc, sự vật nó như vậy. Sự thật ở đây là nói đúng với chính tinh thần chánh pháp. Chúng ta nói dù là có nói hay, nói dở gì đi nữa, nhưng mà nói phải đúng với kinh điển, nói để tinh thần chánh pháp, đúng với chánh pháp, để người ta nghe được cái lợi lạc. Rồi nói là phải mang đến cái sự tiến hóa cho người khác, nói đến mang đến sự tiến cho người khác. Như vậy thì cái lời nói đó, đó là lời nói xuất phát từ ở cái tâm thiện của mình. Tâm thiện của mình. Mà cái tâm thiện ở đây đó chúng ta biết rằng là ngăn chặn những cái nghiệp bất thiện để không sanh vào đọa xứ. Và tâm thiện ở đây đó, lời nói thiện ở đây cũng là cái nhân lành để đưa cho chúng ta gọi là ở trong Phật pháp gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ. Vậy chánh ngữ á, chúng ta thấy sở hữu bát chi đạo đó, nó có thể hợp ở trong tâm thiện, trong tâm đại thiện, là nó hợp ở trong cái người phàm phu của chúng ta và các cái bậc thánh hữu học. Nhưng mà đối với các cái người phàm phu của chúng ta, nếu chúng ta nói những lời chân chánh, nói những lời chân chánh, nói bằng cái gọi là chánh ngữ, nói lời nói chánh ngữ đó, thì một là để ngăn ngừa cái nghiệp bất thiện để sanh vào khổ cảnh. Hai nữa là cái nhân để cho chúng ta tiến hóa, để mà chúng ta đoạn trừ phiền não, giải thoát ở trong tương lai. Và trong sở hữu bát chi đạo đó, trong chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, nó có thể hợp ở trong tâm đại thiện. Đối với người phàm phu của chúng ta đây, đang tu tập là hợp ở trong tâm đại thiện, để chúng ta thể hiện, thực hiện cái gọi là chánh ngữ. Và cái thứ hai nữa là sở hữu bát chi đạo, tức là trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, thì chánh ngữ đó nó hợp ở trong tâm đạo, trong tâm siêu thế, trong tâm đạo của chúng ta, để đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ phiền não. Như vậy thì chúng ta hiểu là chánh ngữ của chúng ta, hay hoặc là ở đây hiểu là ở đây chánh ngữ, hiểu ở đây trong bát chánh đạo đó, mà hợp ở trong tâm siêu thế thì đoạn trừ lậu hoặc. Còn hợp ở trong tâm tâm thiện, trong tâm đại thiện đó, thì nó để ngăn ngừa những cái hành vi xấu của chúng ta thôi. Nó hành vi xấu chúng ta thôi. Ngăn ngừa hành vi xấu cho chúng ta. Nhưng mà chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng đó, ở trong phần giới đó, mà nó hợp ở trong tâm đạo của chúng ta, hay là tâm thiện siêu thế, thì rõ ràng là nó để cắt đứt phiền não. Cắt đứt phiền não. Đây là đoạn lậu hoặc đó. Đoạn trừ lậu hoặc để chứng đắc cái đạo quả thánh nhân. Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái ý thanh tịnh. Ý thanh tịnh tức là chỉ cho cái tâm của chúng ta. Bởi vì cái lời nói hay là cái hành động của chúng ta đều là do tâm hết á. Đều do tâm nó suy nghĩ. Tâm mà nghĩ ác, tư duy xấu đó, thì nó là bất thiện. Khiến cho hành động, lời nói bất thiện. Nhưng mà tâm mà suy nghĩ hay là tư duy thiện đó, tư duy về vô dục, tức là không có tham á. Tư duy về vô hận, tức là không có sân hận. Tư duy vô hại, tức là không có não hại và quán thù quan trái với lại các chúng sinh khác đó. Thì đó là tư duy thiện. Tư duy thiện. Như vậy thì cái ý thanh tịnh ở đây đó, chúng ta hiểu. Có một cái du sĩ đạo, một đạo sĩ, một vị giáo chủ của đạo Bà La Môn thời Đức Phật, gọi là trong nhóm lục sư ngoại đạo đó, có một vị chủ trương về thân hành. Thân hành. Do chủ trương về thân hành đó, cho nên là chủ trương về khổ hạnh. Thân hành là quan trọng, chí hành là quan trọng. Cho nên là họ phải khổ hạnh.
Đối với Phật giáo thì cái nào nó cũng quan trọng, nhưng mà ý nó là chủ đạo, ý là chủ đạo, tâm của chúng ta là chủ đạo. Cho nên cái ý mà thanh tịnh thì mới khiến cho cái lời nói chúng ta thanh tịnh được, hoặc là cái hành động chúng ta thanh tịnh được. Mà ý mà muốn thanh tịnh ở đây đó là quý vị biết rằng mình luôn luôn tâm mình á, nếu để có suy nghĩ thì suy nghĩ ở đó đó, mình nên tư duy ở trong một cái cách đó, là tư duy về vô dục, tức là đừng để cho tham sanh khởi. Tham sanh khởi bởi vì tham nó có nhiều thứ, tham trong ngũ dục, tham trong ái luyến, tham trong các cái trần cảnh, ở trong cái sự tái sanh, vân vân. Đó đều là bắt nguồn từ ở tham ái hết, tham ái hết. Nhưng mà rồi đó là cái ý thanh tịnh của chúng ta đó, là chúng ta nghĩ đến những điều gì mà nó không để cho tham sanh khởi, không để cho sân hận sanh khởi, và không để cho não hại sanh khởi. Thì ở giờ ở đây đó là chúng ta phải tư duy về vô dục, nó là ly tham. Nghĩ đến tham dục trong cuộc đời này, thí dụ như chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó khát khoái, hay là một cái người nào đó, thì tự động là chúng ta nên nghĩ đến bất tịnh. Thân này là thân bất tịnh mà, nam nữ thì cũng bất tịnh hết á. Chúng ta thấy bất tịnh á, thì chúng ta quán về sự bất tịnh như vậy, để chúng ta thấy cái nhồm gốm, đáng nhồm gốm. Thân này là bất tịnh. Chúng ta được mổ xẻ ra, hay là một ngày nào chúng ta không có tắm, thì rõ ràng là chúng ta cũng thấy nó dơ. Rồi chúng ta ăn mà chúng ta xin lỗi, là chúng ta đưa lên đường trên hay chúng ta đưa xuống đường dưới, thì nó cũng đều là bất tịnh hết, bất tịnh hết. Cho nên nhìn vào cái thân này đó là chúng thấy bất tịnh. Bất tịnh để chi? Chúng ta quán bất tịnh vậy để cái tâm ái luyến của chúng ta đó, nó không có dính mắc vô trong đó. Không phải là mình nhìn cái người đó bất tịnh rồi mình ghét người đó, hay là mình tránh xa người đó, nhưng mà mình quán bất tịnh đó là nhìn lại chính bản thân của mình cũng vậy, và người đó cũng vậy đó. Cái bất tịnh này không có đáng gì, cái thân này nó không có gì mà đáng để tham luyến vô chính nó. Đáng là nhồm gốm, đáng nhồm gốm. Khi mà mình thấy bất tịnh như chính bản thân của mình, hay là những người khác quái, những người chung quanh của chúng ta, thì chúng ta quán bất tịnh để chúng ta đừng ái luyến. Thường thường đó, trong kinh nói là như vậy nè. Nếu mà mình nhìn với tịnh tướng, trong chánh văn gọi là nhìn tịnh tướng. Nhìn với tịnh tướng, tịnh tướng là mình thấy cái đó đẹp á, gọi là tịnh tướng. Còn bất tịnh nó là không đẹp. Cho nên nói tịnh tướng á, ở trong cái chánh văn của kinh nhìn thấy mọi vật là tịnh tướng, thì ái tham sẽ sanh khởi. Như vậy thì khi mà đối với các kinh vật ấy, chúng ta phải nhìn đối với người nào đó, thì chúng ta phải nhìn đó là bất tịnh. Bất tịnh thì để chi? Ngay bản thân của chúng ta cũng thấy là nhìn bất tịnh. Để bất tịnh chi? Để chúng ta đừng ái luyến với tự thân của mình. Bởi vì mình ái luyến với tự thân thì nó không tốt rồi. Mà mình ái luyến với thân của người khác ấy, thì cái nịch ái, cái tham ái của mình nó cũng sanh khởi. Cho nên là đừng có ái luyến. Nhìn nói mà định về sát tận thì không có cái gì mà thanh tịnh. Bởi vì chúng ta hiểu nè, khi mà chúng ta có cái thân này, từ khi mà bào thai, mẹ chúng ta mang thai chúng ta, từ ở ban đầu đó, thì chúng ta thấy cái điều kiện mà chúng ta có là điều kiện do cha, điều kiện do mẹ là bất tịnh rồi. Rồi chúng ta được nuôi nấng bởi cái vật thực, vật thực cũng là bất tịnh rồi. Không? Mẹ ăn vô rồi cái nhau thai nó nuôi đứa bé, đứa hài nhi đó là cũng là bất tịnh rồi. Rồi khi chúng ta lớn lên là chúng ta bú mớm là cũng là bất tịnh rồi. Rồi lớn lên mà biết ăn cơm ăn cháo rồi ăn các cái vật thực này, nó cũng là cơm canh bánh trái, nói theo Phật giáo. Trong tứ thực thì Phật dạy rằng sabbe satta aharatitika, chúng sanh di tồn do vật thực. Cho nên là hả mà tồn do vật thực thì là bất tịnh. Bất tỉnh. Rồi bây giờ này chúng ta nhìn lại cái gì nó cũng là vô thường, khổ, vô ngã đó. Cái gì? Thân ta rồi cũng già, rồi cũng chết thôi. Rồi thân cái người mà chúng ta thương mến á, thì cũng già, cũng chết thôi. Nó đều là vô thường mà. Rồi có thân này đó là khổ mà.
khổ, khổ đau, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương xa, ghét xa, thương xa rồi ghét phải gần, đó là khổ. Đó là vậy. Cho nên là chúng ta thấy như vậy đó, là cuộc đời này là bất tội nguyện trong cuộc đời. Bất tội. Thế gian là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả. Thế gian là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả. Ngài Ratthabala, Ngài có một cái suy nghĩ vậy. Trước khi Ngài xuất gia, thì Ngài nghĩ như vậy, cho nên là Ngài nói là thế gian này là làm nô lệ cho tha mái. Thế gian này là vô sở hữu chủ, ra đi là bỏ tất cả, không có cái gì mang theo, chỉ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thôi. Hay là nói theo dân gian thì gọi là phước và tội mà thôi. Như vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến cái tấm thân này, thì chúng ta nên nghĩ cái bất tịnh đi. Cái thứ hai nữa là mình nghĩ đến sự khổ của thân này, nghĩ đến cái vô ngã trong cuộc đời này. Vô ngã là gì? Thân của chúng ta không có cái gì là của mình. Mình tạm gọi này là thân này của tôi đó, thì đó là tạm gọi thôi. Chứ sự thật khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta cũng có khi cũng chấp dính á. Thì chấp dính thì chúng ta khổ. Phật dạy là như vậy. Cho nên là cái điều mà chúng ta quán ở đây đó là quán sự thanh tịnh. Tâm đừng để cho tham dục sanh khởi. Hãy thấy bất tịnh, thấy vô thường, thấy sự khổ, để không ái luyến với bất cứ một cái gì trên cuộc đời này. Cái gì trên cuộc đời, cái gì trên cuộc đời này là gì? Ngay cả bản thân của chúng ta, rồi những người chung quanh của chúng ta, và cả cái thế giới này, cái thế giới hữu vi này, nó không có tồn tại. Nó không có tồn tại, nó không có bền vững, nó không có cái gì mà vững chắc ở trong đó hết. Thấy sự khổ, thấy sự vô ngã, rồi thấy sự vô thường biến hoại. Thấy như vậy chúng ta thấy là khổ. Như vậy thì ở đây đó, là để cho tâm mà không có tham dục, là chúng ta nên quán định. Chúng ta quán về vô thường của mọi sự vật, quán về sự khổ, quán về các cái pháp vô ngã trong cuộc đời này, thì chúng ta mới không có tham luyến được. Bây giờ nè, nói đến một cái người nào cũng vậy. Khi mà chúng ta nuôi lớn cái lòng sân hận với một cái người đó, vì mình nghĩ cái người đó là làm khổ mình, hay gì đó làm không vừa lòng mình, người đó nói không vừa lòng mình, người đó hành động không vừa lòng mình, người đó cử chỉ không vừa lòng mình, hoặc là người đó làm tổn hại đến người thân của mình, hoặc là tổn hại đến người thương của mình, vân vân, thì từ đó mình mới sân hận ra, mới khó chịu. Nếu mà mình nghĩ là cuộc đời này thì mỗi chúng sinh đều có cái nghiệp riêng ấy, thì không có gì mà chúng ta phải chấp vô trong đó. Chúng ta thấy được cái nếu mà chúng ta nghĩ rằng người đó làm tổn hại đến mình, hay là tổn hại đến người thân, người thương của mình, thì mình mới nuôi lòng sân hận. Còn không thì thôi, không có. Mỗi một cuộc đời này đó, Đức Phật dạy là gì? Kammasaka satta kamma dayaka ha. Kamma yoni kamma bandhu kamma kamma patti. Kamma patti rasana kammang satte vi phang chatti vi pha chatti yadi dang hinappa nita ta gia tí, có nghĩa là chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là quyến thuộc của chúng sanh. Chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng. Nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Đức Phật dạy vậy. Cho nên cuộc đời này khi mà sanh ra đời thì mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp. Chúng ta đều sanh có thể làm thân quyến với nhau, thì có cái duyên để sanh làm thân quyến với nhau. Nhưng mà rõ ràng là mỗi người có cái nghiệp, có cái nghiệp riêng. Mình có cái nghiệp tốt, nghiệp thiện, có phước, mình sanh gia đình là cha mẹ giàu sang, rồi mình thừa hưởng cái phước của cha mẹ, cái phước của mình là sanh vô trong gia đình giàu sang để hưởng được của cải vật chất đó. Và nếu mà chúng ta thiếu phước thì chúng ta sanh vào một cái gia đình thì lam lụng khổ sở, thì chúng ta cũng phải chịu trong cái cảnh đó thôi.
và mỗi rừng cá những cái nó có cộng nghiệp, rồi có những cái nó thuộc về biệt nghiệp. Cho nên là có khi chúng ta sanh trong gia đình nhưng mà chúng ta lại không có liên quan tới những cái nghiệp của gia đình. Có khi chúng ta sanh ngoài gia đình, có khi những chuyện mà chúng ta sanh chung gia đình thì chúng ta phải gánh chịu lấy những cái tốt, cái xấu gì ở trong gia đình, cộng nghiệp và biệt nghiệp đó. Chúng ta lưu ý như vậy. Cho nên khi mà ý thanh tịnh ở đây đó là để cho chúng ta tu tập cái tâm từ của mình. Bởi vì mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, thì hơi nào đâu á, hơi đâu mà chúng ta phải bận tâm với những cái việc làm của họ. Bởi vì họ tạo nghiệp tốt thì họ hưởng được cái quả lành, còn họ tạo cái nghiệp xấu thì họ gánh lấy quả khổ. Ngay cả mình cũng đừng có bắt người ta phải theo ý của mình. Có thể là dùng cái lời hướng thiện, những cái hành động hướng thiện hoặc là cái lời nói hướng thiện để cho người ta có thể hướng thiện được. Nhưng mà họ không hướng thiện được thì không phải vì vậy mà mình phải giận, không phải vì vậy mà mình bực bội với họ. Bởi vì chúng ta biết rằng mỗi người có cái nghiệp riêng. Nói trong Phật Pháp, nói Nho Gia thì họ nói rằng cái người bậc thượng thì tự họ thấy được cái điều thiện thì họ làm thôi, không cần phải ai khuyến khích họ, không cần ai phải khuyến bảo họ. Họ thấy được cái điều này tốt, điều này thiện thì tự động họ làm. Đó là người bậc thượng, bậc thượng trí trong cuộc đời. Còn cái người bậc trung thì phải ân cần nhắc nhở, khuyến dụ họ, họ mới trở thành cái người thiện được. Thượng phẩm chi nhân bất giáo nhi thiện, trung phẩm chi nhân giáo nhi hậu thiện. Nhưng mà cái người bậc hạ thì hạ phẩm chi nhân giáo diệt bất thiện, bất giáo nhi thiện phi thánh nhà, vân vân. Thì ở đây đó là người bậc hạ thì dù có nhắc nhở họ tới đâu thì họ cũng đâu là đó. Trong kinh nói là gì? Trong kinh nói là như cục đá mà quăng xuống nước rồi thì nó không có thấm chút nào, nó ướt ướt sơ sơ đó rồi chút rồi nó cũng dớt lên, cũng là một cái cục đá thôi chứ nó không thấm được vô đâu đó. Mà như vậy cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến cái người mà khi mà mình đừng có cái tâm mà sân hận với chúng sinh khác thì nên tu tập tâm từ. Mong rằng bởi vì ở đây đó, tâm từ là cái tâm mà mát mẻ, và chính tâm từ là cái phương trị liệu để giúp cho cái tâm sân hận nó được về cái hận tư duy nó có thể được tiêu trừ, trừ là do mình tu tập về tâm từ. Bởi vì mình phải nghĩ cái tốt của chúng sinh khác, cái người khác, chứ đừng có nghĩ cái xấu. Rồi mà nghĩ tốt đến họ đó thì mình nên nghĩ rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng và luôn luôn mát mẻ với những chúng sanh đó. Chỉ có tu tập tâm từ thôi, mong cho tất cả chúng sanh đều được sự an vui, thì không có khá gì mà mình vì họ mà cái tâm mình bị sân hận. Mà cái tâm mình sân hận thì mình bị hệ lụy của chính đau khổ về chính mình, đau khổ hiện tại, đau khổ tương lai. Cho nên là mình phải tu tập tâm từ để nhằm là phương thuốc để trị liệu đi cái tâm sân hận. Và mình không có làm nghĩ đến cái sự não hại chúng sinh khác đó, là chỉ có mình tu tập về tâm bi thôi. Bởi vì tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khác khổ. Cho nên tu tập tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khác khổ. Mà ở đây nó nỡ thấy chúng sanh khác khổ thì có nghĩa là nó đối trị lại cái sự não hại. Não hại là cái tâm mà muốn làm cách này cách kia để làm tổn hại, tổn thương với những chúng sanh khác. Nhưng mà lại là không nỡ thấy chúng sanh khác khổ. Cho nên chúng ta phải tu tập tâm bi. Tu tập tâm bi. Một mặt là chúng ta quán về vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh để chúng ta đối trị với cái tâm tham dục của chúng ta. Dục tư gì? Khi mà chúng ta tu tập về tâm đó là để đối trị với là cái hận tư gì? Và chúng ta tu tập về tâm bi là đối trị lại cái hại tư gì? Tức là não hại. Bởi vì tâm cái đặc tính của tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh khác khổ. Và để mà không nỡ thấy chúng sanh khác khổ thì chúng ta chỉ có tu tập tâm bi, mong cho chúng sanh khác được an vui vậy đó. Đó là như vậy. Thì cái người mà ý thanh tịnh ở đây đó, đồng có nghĩa là, mà mình nói là ý thanh tịnh để không còn các cái lậu hoặc, có nghĩa là chỉ ám chỉ cho bậc thánh, ám chỉ cho bậc thánh. Không còn các lậu hoặc ở đây là chỉ cho các cái bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh A-la-hán.
Thì bậc này mới hoàn trường là đoạn trừ được lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, các cái pháp lậu hoặc phiền não nó không còn nữa, thì vị đó hoàn toàn được sự giải thoát. Đây là sự thanh tịnh, đầy đủ sự thanh tịnh. Vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Tức là từ bỏ gì? Từ bỏ phiền não, từ bỏ sanh hữu, từ bỏ nghiệp. Ngay cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện cũng không còn. Bởi vì A-la-hán không cần phải có tạo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Bởi vì các ngài làm chỉ là làm, chỉ có, chứ không phải là làm để có kết quả. Ngay cả kết quả điều thiện cũng không có, bậc A-la-hán như vậy. Còn đối với bậc thánh hữu học thì vẫn làm có điều thiện để tích lũy pháp độ ba la mật, để tu tập tiếp tục, để chứng quả vị A-la-hán. Cho nên là bậc A-la-hán là chỉ cho bậc thánh vô lậu. Còn bậc thánh hữu học á, tức là bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, thì gọi là bậc thánh hữu học, tức là còn phấn đấu, còn tu tập nữa để mà viên tròn cái pháp độ ba la mật, chứng quả vị A-la-hán. Đó là như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu là cái thân thanh tịnh hiểu ở trên hai phương diện. Cái phương diện của thế gian, của thế gian đó là chúng ta có lời nói, có cái hành động nó tốt, là làm được cái tránh xa những cái nghiệp ác, mà chúng ta thực hiện được cái nghiệp lành. Ý thanh tịnh ở đây có nghĩa là ý thanh tịnh cũng nói trên hai phương diện. Tức là cái phương diện mà chúng ta ngăn ngừa bằng phương pháp thiền định, quả là chúng ta ngăn ngừa bằng sự kham nhẫn của chúng ta, hoặc chúng ta ngăn ngừa bằng cái tu tập giới hạnh của chúng ta, vân vân. Nhưng mà ý thanh tịnh ở đây hiểu là một cái việc mà chúng ta tu tập để đoạn trừ phiền não lậu hoặc, mà đoạn trừ được dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, thì chỉ có cái cách đó, cái cách mà chúng tôi nói, tức là đối với bậc thánh A-la-hán, nhờ cái chánh tư duy này mà các ngài đoạn trừ được các cái lậu hoặc phiền não không còn. Vì vậy cho nên là các ngài gọi là bậc thánh vô lậu, tức là không còn phiền não lậu hoặc nữa. Thì ở đây cái bài học hôm nay là nói đến cái thân thanh tịnh, lời nói thanh tịnh và ý thanh tịnh. Và đối với các cái bậc thánh á, thì không còn các cái lậu hoặc, đầy đủ sự thanh tịnh, vị như vậy được gọi đã từ bỏ tất cả. Từ bỏ gì? Từ bỏ sanh hữu, từ bỏ nghiệp hữu, rồi từ bỏ thân ngũ quẩn và không còn tái sanh nữa. Là như vậy. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính nịnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho đông chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. ภควตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตะสัพพะพุทธานุภาเวนะสะดาสะทีภควันตุเตภควตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตะสัพพะธัมมานุภาเวนะสะดาสะทีภควันตุเตภควตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวะตะสัพพะสังฆานุภาเวนะสะดาสะทีภควันตุเต Tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới và học Pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng.
Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu chi ta so thiên ga ron te tha vi ha ra mang da le thê ra cha ma cha na wa ka cha mi ka vô sa ra mi ka da na pa ti u pa sa ka gà ma cha đề sa ni gà ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an